phòng cháy chữa cháy vách tường vòng ngoài. Đơn vị vào thuê sẽ chịu trách nhiệm làm cái phòng cháy chữa cháy theo đặc thù riêng của mình. Đây là diện tích 1.600 m². Tại đường Phan Trọng Tuệ. Khung thép gia min, tường xây lửng, bịt tôn quay xung quanh, nền bê tông chịu lực. Bên trên có tum thoát nhiệt, điện 3 pha nước sạch, bảo vệ vòng ngoài 24/24. Xe container vào tận nơi. Cửa ra vào rất rộng, bốc dỡ hàng rất thuận tiện. Cửa thoát hiểm. Mái có khe để lấy ánh sáng tự nhiên vào. Ở giữa có một hàng cọc. Tường này có các khe lật chớp nhằm mục đích là thông thoáng khí với bên ngoài. Tuy nhiên đã được ngăn có những cái tấm lưới sắt như thế này, rất đảm bảo để không cho các cái yếu tố bất lợi khác lọt vào trong xưởng. Có thể nhìn ra được bên ngoài. Tum thoát nhiệt chạy ở giữa xưởng trên mái để lấy trao đổi không khí tự nhiên, đối lưu không khí tự nhiên. Hệ thống các cửa cuốn chia làm 3 ô 3 cửa rất rộng, bốc dỡ hàng rất thuận tiện. Sân phía trước cửa kho rất rộng. Đây là sân phía trước của cửa kho. Xe cộ có thể ra vào thoải mái. Đây là hình thức kết cấu bên ngoài của kho.